Chiều ngày 5 tháng 4, tại trường Trung học phổ thông Mường Bi, huyện Tân Lạc, Hội chữ thập đỏ tỉnh Hòa Bình phối hợp với Hội chữ thập đỏ huyện Tân Lạc đã tổ chức tập huấn và truyền thông phòng ngừa thảm họa, sơ cấp cứu trong trường học cho các em học sinh trường Trung học phổ thông Mường Bi. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Hòa Bình và đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã đến dự. Tại buổi tập huấn, gần 800 em học sinh và các thầy cô giáo, nhân viên trường Trung học phổ thông Mường Bi đã được phổ biến những kiến thức cơ bản về phòng ngừa thảm họa, cách phòng tránh, các kỹ năng xử lý kịp thời các tai nạn thương tích và phương pháp kỹ thuật sơ cấp cứu như cấp cứu người ngưng thở, tim ngưng đập, sơ cứu chăm sóc người bị vết thương trên đầu và bụng, cầm máu bằng caro, cách vận chuyển bệnh nhân đúng khoa học. Nhân dịp này, Hội chữ thập đỏ tỉnh cùng phối hợp với các đơn vị đồng hành dành tặng 20 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.